Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, hiện nay thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa. Dự báo từ nay đến giữa tháng 4, tại đồng bằng sông Cửu Long mưa có khả năng xuất hiện nhiều nơi và đi kèm với các hiện tượng sấm sét, gió mạnh dẫn đến lốc xoáy. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương cần đề phòng và hướng dẫn người dân các biện pháp hạn chế tốc mái nhà cửa, công trình xây dựng, phòng tránh bị sét đánh trúng, nhất là hạn chế lao động ngoài đồng trống khi trời sắp mưa dông. Tại thành phố Cần Thơ, ngoài đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cống thoát nước, đơn vị chức năng cũng yêu cầu các quận, huyện tăng cường nạo vét, khai thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh trên vỉa hè, trước nhà nhằm phòng tránh ngã đổ, gãy cành gây nguy hiểm cho người dân.